kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, bước qua 1/3 năm, xuất khẩu Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Chủ nghĩa bảo hộ đang xuất hiện trở lại và thể hiện rõ ràng hơn trong những tháng đầu năm nay, cùng với nguy cơ về cuộc chiến tranh thương mại giữa các cường quốc kinh tế trên thế giới. Trong khi đó, thì chất lượng và thương hiệu của các ngành hàng xuất khẩu vẫn còn khá khiêm tốn trên thị trường thế giới. Làm thế nào để vượt qua thách thức và đạt mục tiêu xuất khẩu trong năm nay? Câu hỏi này đang là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp, ngành hàng và cả ngành công thương. Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này, chúng tôi sẽ đưa ra một số thách thức của ngành cũng như những giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới. Đầu tiên, mời quý vị cùng theo dõi những thách thức cũng như diễn biến mới về thị trường xuất khẩu trong năm nay. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hoa Kỳ mới lại áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu trong thương mại đối với máy giặt. Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng mâu thuẫn với chính mình, thay đổi những cái quy tắc xuất xứ, kể cả những cái nội dung và những nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới. Và từ đó để có thể là đưa ra những cái chính sách đơn phương, ví dụ như là đánh thuế chống lẩn tránh vào cái mặt hàng tôm xuất khẩu của Việt Nam, hay là các cái thuế chống bán phá giá cá tra và cá ba sa, hay là thậm chí cả những cái mức thuế xuất mới đối với các mặt hàng thép của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Một số nước khác thậm chí sẵn sàng vi phạm quy định của WTO để bảo hộ sản xuất trong nước, như Indonesia chỉ cho phép nhập khẩu điện thoại thông minh nếu công ty làm ra điện thoại đó cũng có cơ sở sản xuất ở Indonesia, hay Ấn Độ cấm nhập khẩu hạt tiêu nếu giá bán vào Ấn Độ thấp hơn một mức giá tối thiểu do chính phủ nước này đặt ra. Chủ nghĩa bảo hộ trong thời gian gần đây đã trở nên rất là gay gắt, và nó có những cái biểu hiện kể cả mang cái tính chất là cực đoan. Chính vì vậy thì cái việc mà ứng phó với cái tình hình này nó đặt ra một cái yêu cầu cao hơn cho cả cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp. Thế và cái việc ứng phó ở đây nó cũng khác với những các cái biện pháp truyền thống trước đây. Khi mà cái thời gian nó sẽ kéo dài và nó cho phép chúng ta có cái thời gian tham vấn cũng như là trao đổi giữa các bên nó được dài hơn. Thế thì chính vì vậy cái việc ứng phó phải tập trung vào cái việc xây dựng các cái kịch bản có thể xảy ra đối với từng ngành hàng, đặc biệt là những ngành hàng có tăng trưởng xuất khẩu cao, để có thể sẵn sàng đối phó vào bất kỳ cái thời điểm nào khi mà xuất hiện những cái biện pháp mang tính chất bảo hộ thị trường, đặc biệt là những biện pháp mà mang tính chất gay gắt như vừa xuất hiện thời gian vừa rồi. Theo Bộ Công Thương, nhận thức của người dân cũng như chính phủ các nước về bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường ngày càng cao, dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, như EC siết chặt mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản nhập khẩu, áp dụng các quy định về đánh bắt thủy sản hợp pháp IUU và sử dụng gỗ nguyên liệu hợp pháp FLEGT, nhiều nước ban hành về truy xuất nguồn gốc. Tiêu chuẩn hàng hóa của các quốc gia châu Âu và Mỹ và Nhật nó cao, nó khắt khe hơn. Ví dụ như là vào Mỹ là phải có cái tiêu chuẩn FDA, ví dụ như vậy. Thế rồi là các nói chung độ chính xác nó rất cao. Những nước mình xuất khẩu đi là những nước là Nhật, Úc, Singapore, Hàn Quốc, Pháp và Canada. Đó là những cái thị trường mà nó rất là khó khăn trong việc nhập khẩu về thực phẩm, thực phẩm chức năng. Thì họ kiểm tra sản phẩm mình rất là gắt gao, với lại cũng là sản phẩm mới nên họ chưa có một cái chuẩn nào để kiểm định cái sản phẩm. Họ chỉ test những cái vi lượng chất có đủ vệ sinh an toàn thực phẩm không là chính chủ yếu. Là cái rào cản lớn nhất là dư lượng hóa chất trong sản phẩm, thuốc sâu hay kháng sinh đấy, kháng sinh trong thủy sản, thuốc trừ sâu hay kim loại nặng trong các sản phẩm nông sản, đây là cái rào cản. Còn vừa rồi cái thị trường Đài Loan chẳng hạn nó hạ cái mức giới hạn của thuốc trừ sâu gái thì rất nhiều hàng bị trả về, nó còn hạ thấp hơn cả châu Âu. Một số công ty ở Việt Nam đang xuất khẩu nông sản thành công vào thị trường Nga, nhưng danh mục công ty này hạn chế vì nhiều công ty Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của phía Nga. Theo chuyên gia, mức độ đa dạng hóa thị trường của một số mặt hàng còn chưa cao. Một số mặt hàng thuộc nhóm nông sản, thủy sản còn phụ thuộc nhiều vào khu vực châu Á. Đặc biệt, một số mặt hàng còn phụ thuộc vào một thị trường duy nhất như sắn, cao su, thanh long. Xin
Xây dựng thương hiệu của Việt Nam hiện nay mới ở mức độ thấp và nhỏ lẻ, chưa có thương hiệu ngành và thương hiệu doanh nghiệp đủ mạnh trên thế giới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vẫn còn thấp trên thế giới. Chè là một trong số ít sản phẩm không gặp nhiều rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu ra nước ngoài, bởi đặc thù của ngành chỉ có một số ít quốc gia tham gia sản xuất xuất khẩu được. Tuy nhiên, điểm vướng nhất của ngành chè chính là ở vấn đề thương hiệu. Điều này khiến cho giá trị gia tăng của ngành vẫn rất thấp so với tiềm năng. Vì ngành chè thì đến xuất khẩu 75-80%. Trong cái 75-80% ấy thì có đến trên 90% là xuất khẩu dưới bao bì lớn, mang thương hiệu người ta. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa hiểu đúng về quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Dường như người ta mới chỉ dừng lại ở cái cấp độ thấp nhất của cái hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu. Đó là xây dựng và phát triển dựa trên cái hệ thống các dấu hiệu, tức là hoạt động quản trị thương hiệu mới chỉ dừng lại ở quản trị hệ thống dấu hiệu, mà chưa có cái sự đầu tư xây dựng một cách bài bản hơn để mà tạo dựng được bản sắc, tạo dựng phong cách và hình ảnh thương hiệu một cái cấp độ cao hơn trong cái hoạt động quản trị thương hiệu. Chỉ có một tỷ lệ rất ít các doanh nghiệp quan niệm xây dựng thương hiệu và đã có cái sự đầu tư thích đáng xây dựng thương hiệu dưới một cái cấp độ cao nhất, đó là quản trị một tài sản, coi thương hiệu là một tài sản và đánh giá nó dựa trên góc độ quản trị một tài sản, thì chỉ có một cái tỷ lệ rất ít, khoảng dưới 1% theo kết quả khảo sát của chúng tôi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và chuyên gia cũng nhận định hiện nay thương hiệu Việt Nam vẫn còn yếu trên thị trường quốc tế. Đối với các thương hiệu của Việt Nam ở Việt Nam thì có thể nói là cũng chưa phải là một những thương hiệu mang tính toàn cầu, những thương hiệu mang tính quốc tế mà mới chỉ ở trong phạm vi quốc gia. Chính vì vậy, muốn để cái thương hiệu của mình nó phát triển ra thế giới, nó khẳng định được là đấy là một những thương hiệu mang tầm quốc tế, những tập đoàn lớn trên thế giới, thì đòi hỏi cái việc mà mình xác định, mình xây dựng và mình không những là chỉ đại diện thương hiệu của một doanh nghiệp mà phải là đại diện thương hiệu của một quốc gia. Chúng ta hình dung được là hiện nay sản phẩm của Việt Nam đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài rất là nhiều, nhưng chúng ta chưa có cơ hội để mang cái thương hiệu riêng của các doanh nghiệp Việt Nam, và đều phải mang cái thương hiệu của những cái doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài. Và vì thế thì khi chúng ta chưa tạo được một sự liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu để chúng ta kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu, chúng ta chưa kiểm soát được quy trình sản xuất và chế biến đối với sản phẩm xuất khẩu, thì chắc chắn lúc đó vẫn còn có tình trạng là các nhà nhập khẩu nước ngoài đánh giá thấp về các cái sản phẩm từ Việt Nam chúng ta. Và vì vậy đã đến lúc chúng ta phải liên kết lại với nhau, chúng ta tìm mọi cách để mà xây dựng được cái thương hiệu ngành hàng, tạo ra một cái hình ảnh chung cho một số cái ngành hàng của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, để tăng giá trị xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt, chúng ta cần nhấn mạnh vào vấn đề làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và hướng đến xây dựng thương hiệu ngành hàng. Đây mới là vấn đề cần đặc biệt chú trọng khi xây dựng thương hiệu xuất khẩu. Điểm mấu chốt của những hạn chế cũng như thách thức của xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới vẫn là ở vấn đề chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm. Chính vì thế, trong nhóm giải pháp được Bộ Công Thương đề xuất với Chính phủ, việc nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu được nhắc đến đầu tiên. Mặt hàng tôm được xác định là mặt hàng chủ đạo của nhóm hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, không ít lần mặt hàng này đã bị các nước nhập khẩu cảnh báo về chất lượng. Hiện nay các khách hàng đều câu đầu tiên hỏi là vấn đề ông có kiểm soát được kháng sinh, kiểm soát được vấn đề tạp chất hay không trong tôm ông hay không. Nếu có thì chúng tôi sẵn sàng mua. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu toàn bộ hệ thống, đặc biệt là các địa phương tập trung quyết liệt vào vấn đề hóa chất, vấn đề kháng sinh, vấn đề tạp chất thì chắc chắn con tôm Việt Nam sẽ có một tương lai xa hơn. Thủy sản, hạt tiêu, gạo đã không ít lần bị các nước nhập khẩu trả về do không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh, thương hiệu của hàng Việt Nam. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, mặc dù Việt Nam đã làm tốt công tác đàm phán cắt giảm thuế nhập khẩu thông qua đàm phán, ký kết triển khai thực hiện các hiệp định FTA song phương và đa phương, tuy nhiên đàm phán công nhận về hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nhau còn hạn chế. Do vậy, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản có mức thuế suất 0%, tuy nhiên chưa tiếp cận được thị trường, chưa được cho phép chính thức nhập khẩu. Chất lượng hàng hóa thì luôn luôn là cái yêu cầu số 1. Không chỉ đối với hàng hóa xuất khẩu mà kể cả hàng hóa tiêu dùng ở trong nước. Cái việc mà chúng ta đề cập ở đây là một lần nữa chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến vấn đề này và để không xảy ra những các cái hiện tượng cũng như là các cái vấn đề có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của hàng hóa Việt Nam nói chung và cũng như là những cái sản phẩm trong từng lĩnh vực cụ thể nói riêng.
đặc biệt là đối với các sản phẩm về nông sản, thủy sản là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người. Sản xuất một số mặt hàng nông, thủy sản còn manh mún, tự phát, dẫn đến có lúc không kiểm soát được nguồn cung dành cho xuất khẩu. Đặc biệt sản xuất manh mún khiến chất lượng không đồng đều, rất khó kiểm soát, vấn đề an toàn và khó áp dụng các chuẩn mực của thế giới về truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn ở dạng thô, theo phương thức gia công có hàm lượng giá trị gia tăng chưa cao. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cho rằng chi phí của nền kinh tế còn cao, chi phí lãi suất, chi phí vận tải, mức thu các loại phí cảng còn cao ở nhiều nơi, làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Năm 2017 là một năm đặc biệt thành công của xuất khẩu. Tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, cải thiện cán cân thanh toán, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm. Năm 2018, chính phủ tiếp tục kỳ vọng vào sự đóng góp của xuất khẩu và đặt ra mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Làm thế nào để có thể vượt qua các thách thức và đạt được mục tiêu xuất khẩu? Sau đây là những ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết là bản thân doanh nghiệp là cần phải xác định, tuy là hiện nay những doanh nghiệp nhỏ vừa sản xuất yếu hay nói cách khác là sản xuất ít hay các mặt hàng còn nhỏ lẻ, nhưng khi mà đã tổ chức sản xuất một mặt hàng rồi thì phải chú trọng đến cái thương hiệu, xây dựng thương hiệu của mình. Nếu như mà không xây dựng từ ban đầu mà đến khi mà đã lớn lên rồi, mặt hàng nhiều lên rồi, sản phẩm nhiều lên rồi thì lúc đó bị mất thương hiệu là lại phải lấy lại thương hiệu là một sự là rất đáng tiếc. Theo hướng sản xuất kinh doanh trách nhiệm thì phải có những đạt được những cái chứng nhận tôi vừa nói đấy, chứng nhận hữu cơ hay chứng nhận fair trade ấy, tức là thương mại công bằng vân vân, rất nhiều cái chứng chỉ ấy thì cũng phải định hướng thôi. Rainforest ví dụ thế là môi trường thì đấy là cái đó, những cái là chặn các doanh nghiệp mà muốn phát triển bền vững đều phải theo cái hướng. Trước hết phải tăng cường chất lượng của sản phẩm của mình. Nếu như các công ty Việt Nam sẽ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của phía Nga thì chắc chắn sẽ có thể tiếp cận vào thị trường được. Năng suất lao động hiện của Việt Nam vẫn thấp thì Việt Nam cần phải cải thiện để góp phần giảm giá thành sản phẩm hơn nữa. Bởi nếu đối với mặt hàng đơn giản, các nhà nhập khẩu sẽ chuyển đơn hàng sang nước khác có giá rẻ hơn. Thì chúng tôi cũng cho rằng là Bộ Công Thương cần phải chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng cơ chế cung cấp thông tin và tổ chức rà soát 6 tháng một lần về các cái công tác thị trường, thông tin thị trường, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản. Trong đó phải có những thông tin dự báo cả về vĩ mô, tổng quan chung cũng như là những cái thông tin cụ thể của những cái thị trường lớn, thị trường trọng điểm, đặc biệt liên quan đến các cái chính sách của sở tại, những cái quy định và hướng dẫn chung trong cái quản lý thị trường của các nước đó và quan hệ đối tác với chúng ta. Đặc biệt là phải đánh giá cho được những cái mức độ cạnh tranh, cái tiềm năng, cơ hội và rủi ro cho các mặt hàng của chúng ta ở tại các thị trường trọng điểm đó. Cần chủ động và độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế, cũng củng cố quan hệ hợp tác với các nước để phát triển thị trường bền vững. Cái thứ hai là phát huy mọi tiềm năng, khai thác lợi thế so sánh của Việt Nam để tăng nhanh xuất khẩu cả số lượng, chất lượng và giá trị gia tăng hàng hóa. Để vượt qua đó thì mình phải trang bị cho mình những cái kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nhà xưởng của mình cũng phải làm theo cho nó sạch sẽ và chủ yếu là sạch sẽ. Thì khi mà mình xuất khẩu thì các chuyên gia của họ qua kiểm tra nhà xưởng, kiểm tra vùng trồng trọt, kiểm tra vi lượng chất trong sản phẩm, kiểm tra về đóng gói bao bì có đủ tiêu chuẩn để nhập qua nước của họ không. Nguồn lực là cũng còn hạn chế. Cho nên là mà làm sâu thị trường sau đó là mà chúng tôi nghĩ là sẽ dùng cái phương pháp lan tỏa chắc một thị trường thì xong là các thị trường khác thì nó dễ hơn là cái việc mà tràn lan. Khi mà muốn có một chỗ đứng lâu dài ở thị trường nước ngoài thì cái tính bền vững của xây dựng một cái thương hiệu ở thị trường nước ngoài nó hết sức là quan trọng. Mà để xây dựng được một cái tính bền vững khi mà đưa sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài thì cái cách làm của chúng tôi nó rất là chuyên nghiệp và rất là bài bản bằng cái việc rằng là chúng tôi xây dựng một cái chuỗi giá trị đấy, kết hợp từ cái nhà sản xuất là công ty chúng tôi tại Việt Nam tới cái đầu ra cuối cùng là khách hàng ở nước ngoài.
Đến đây, chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.